Sổ tay mùa vọng năm 2020, thứ sáu ngày 25 tháng 12, Chúa Giáng sinh. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng ta đã được nhìn thấy vinh quang của Người. Sa-ên chương 1 câu 14. Nhằm cho trí tuệ con người không bị thiếu niềm vui trực kiến, chính ánh sáng, nghĩa là ngôi lời của Thiên Chúa, đã muốn mặc lấy xác phàm để chúng ta được trông thấy Người. Họ quay mặt về phía sa mạc, và kìa, vinh quang Đức Chúa xuất hiện trong đám mây, nghĩa là ngôi lời Thiên Chúa trong xác phàm.